Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vụ việc vợ và con trưởng ban dân vận huyện ủy bị sát hại một cách man dợ đã gây rúng động dư luận suốt một thời gian dài. Bởi sự ra tay tàn ác của đối tượng, chỉ sau 16 giờ kẻ thù ác đã phải sa tay vào còng số 8. Tội ác của tên sát nhân này như thế nào? Bản án dành cho hắn là gì? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Năm 2014, Châu Minh Nhân tham gia thi công sân bóng đá nhân tạo cho gia đình ông Bùi Xuân Thường, trưởng ban dân vận thuộc huyện ủy Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Nhà tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức. Do hay đến nhà ông Thường chơi nên Nhân thấy gia đình ông Thường có điều kiện về kinh tế. Tháng 9 năm 2016, Nhân có vay nợ một người khác số tiền 20 triệu đồng. Nhưng do không có tiền trả nên Nhân định đến trộm tài sản của nhà ông Thường để lấy tiền trả nợ. Ngày 20 tháng 10 năm 2016, Nhân đi từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Châu Đức, ghé vào nhà ông Thường nhưng không gặp ai nên đi thuê phòng nghỉ lại. Sau đó, Nhân gọi điện nói đang làm công trình ở dưới này và mời ông Thường đi uống nước. Sáng hôm sau, ông Thường gặp Nhân. Tại quán cà phê, ông Thường kể Nhân biết gia đình ông có thu nhập cao nhờ nuôi chim yến, lấy tổ bán nên Nhân càng có ý định trộm cắp. Trưa 22 tháng 10 năm 2016, Nhân đến nhà ông Thường chơi. Do trước đó nghe ông Thường nói tại khu vực nuôi chim yến có gắn camera nên Nhân đi quan sát vị trí, đặc điểm căn nhà ông Thường để chuẩn bị cho việc trộm cắp tài sản nhưng không thấy camera. Sau đó ông Thường rủ Nhân đi nhậu đến khoảng 18 giờ cùng ngày thì nghỉ và đưa xe mô tô cho Nhân mượn để về phòng trọ. Sáng 23 tháng 10 năm 2016, Nhân trả xe cho ông Thường và nói dối với ông Thường về nghỉ ở nhà trọ đến khoảng 15 giờ cùng ngày, thì ra tiệm internet gần đó chơi đến khoảng 17 giờ thì nghỉ. Khoảng 11 giờ trưa ngày 24 tháng 10 năm 2016, Nhân thuê xe ôm chở đến nhà ông Thường. Khi đến nhà, Nhân đi vào theo lối cổng phụ mở sẵn vào trong gọi nhưng không thấy ai trả lời. Nhân đi vào bếp, vừa đi vừa gọi nhưng cũng không có ai trả lời. Sau đó, Nhân đi ra phía sau bếp, nhặt một ống tuyếp sắt với mục đích nếu bị phát hiện sẽ dùng để đánh trả. Nhân đi vào bếp, vào phòng ở sát bếp, nhìn vào thấy có một vài đồ linh tinh nên biết đây là kho để đồ. Nhân đi đến phòng ngủ sát kho và phòng khách, mở tủ gỗ đựng quần áo, mở ngăn kéo bàn tìm kiếm tài sản nhưng không thấy gì. Nghe tiếng chân người đi từ trên lầu xuống bằng lối cầu thang ở phòng khách nên Nhân đã cầm ống tuyếp sắt đứng nấp sau cánh cửa khép hờ bên trong phòng ngủ. Nhìn qua khe cửa, thấy anh Bùi Phạm Đức Toàn, sinh năm 1999, con trai của anh Thường, đi ngang qua cửa phòng nên Nhân đang đứng để xuống nhà bếp. Nhân liền mở cửa, đi theo phía sau anh Toàn, tay phải cầm ống tuyếp sắt sát hại nạn nhân. Nghe tiếng bà Phạm Thúy Nga, sinh năm 1968, vợ của ông Thường, đang đi lên lầu, Nhân đã cầm ống tuyếp sắt đánh bà Nga ngất xỉu. Sau đó, sát hại bà Nga rồi tháo nhẫn, lục lấy của bà Nga một ít tiền, đôi bông tai vàng. Do sợ bị camera phát hiện, nên Nhân đã thay áo sơ mi màu đen bằng áo sơ mi tay dài màu trắng, lấy chiếc áo thun màu đỏ trong sọt đựng đồ của nhà ông Thường buộc che ngang mặt, lấy áo mưa của nhà ông Thường mặc vào, đội mũ vải, đeo theo ba lô. Nhân đi ra phòng khách, tắt cầu giao tổng, ngắt điện toàn bộ căn nhà, rồi lấy xe máy của ông Thường bỏ trốn. Trên đường đi, Nhân đã vứt ống tuyếp sắt, tháo sim và thẻ nhớ điện thoại của bà Nga, vứt xuống ven đường, tháo biển số xe rồi bán đôi bông tai của bà Nga được gần 2,7 triệu đồng. Sau đó Nhân chạy đến bến xe miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh, gửi xe máy vào điểm giữ xe, rồi đi xe khách ra thị trấn Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, tìm người đòi tiền. Trưa 25 tháng 10 năm 2016, Nhân không đòi được tiền nên bắt xe về lại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng 26 tháng 10 năm 2016, Nhân bị bắt giữ tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi vụ án nghiêm trọng xảy ra, Nhân bị bắt giữ sáng 17 tháng 10 năm 2016. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kết hợp với Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đưa đối tượng Châu Minh Nhân, 20 tuổi, quê quán Vĩnh Long, tạm trú quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, đi thực nghiệm tại hiện trường vụ giết vợ, con trưởng ban dân vận huyện ủy, huyện Châu Đức để cướp tài sản. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã đứng kín xung quanh căn nhà,
nơi xảy ra vụ án tại ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, để theo dõi lực lượng chức năng đưa đối tượng Châu Minh Nhân đi vào hiện trường tiến hành công tác thực nghiệm. Đến khoảng 8 giờ 30, xe chở phạm nhân đưa Nhân vào bên trong căn nhà nơi xảy ra vụ án kinh hoàng. Châu Minh Nhân mặc chiếc áo màu trắng, đội mũ lưỡi chai màu đen. Bên ngoài, lực lượng chức năng căng dây cấm người dân cùng những ai không liên quan đứng xung quanh hiện trường. Phía bên trong, lực lượng công an kết hợp với viện kiểm sát đưa Nhân đi thực nghiệm từng căn phòng nơi nạn nhân Phạm Thúy Nga, 48 tuổi và em Bùi Phạm Đức Toàn, 17 tuổi, là vợ và con trai của ông Bùi Xuân Thường, trưởng ban dân vận huyện ủy Châu Đức, bị sát hại. Không gian bên trong căn biệt thự khá yên tĩnh. Sau khi thực nghiệm xong hiện trường tại căn biệt thự của nạn nhân, cơ quan công an đã đưa Nhân tới địa điểm vườn tiêu cách hiện trường khoảng 100m, là nơi Nhân phi tang con dao gây án để thực nghiệm sau khi giết hại nạn nhân. Đến 10 giờ 30, công tác thực nghiệm đã hoàn tất, Nhân được cơ quan công an đưa trở lại trại tạm giam. Theo cơ quan điều tra, việc thực nghiệm hiện trường tương đối thành công, đa phần khớp với lời khai của nghi can. Tuy nhiên, vẫn có một số chi tiết vẫn cần phải điều tra thêm để làm rõ. Giết người thì phải đền tội. Liên quan đến vụ án, trưa ngày 12 tháng 4 năm 2017, Tòa Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Châu Minh Nhân, 21 tuổi, quê Vĩnh Long, tử hình về tội giết người, 6 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình. Nhân là hung thủ gây ra cái chết cho bà Phạm Thúy Nga, sinh năm 1968, và anh Bùi Phạm Đức Toàn, sinh năm 1999, là vợ và con trai ông Bùi Xuân Thường, trưởng ban dân vận huyện ủy huyện Châu Đức. Tại phiên xử lưu động, ông Thường khai sau khi Nhân quay trở lại Châu Đức, ông đã mời Nhân ăn cơm tại nhà hàng. Lần gặp này, Nhân đã dò hỏi thông tin về gia đình ông Thường để tìm cách trộm tài sản. Tôi đưa Nhân đi ăn mắt cá ngừ. Có 3 mắt cá thì tôi nhường Nhân 2 con, để nó có sức khỏe làm việc. Còn tôi chỉ ăn 1 con. Trước tới nay, tôi chưa bao giờ đãi cho con trai ăn một bữa cho tử tế. Vậy mà tôi đã mời kẻ giết vợ, con tôi đi ăn. Ông xót xa nói. Ngày xảy ra vụ án, ông đi viếng đám ma. Khi về tới nhà thì phát hiện vợ nằm trên giường như đang ngủ. Ông không biết rằng con trai cũng bị giết ở trong nhà kho. Tôi đưa vợ tới bệnh viện, sờ sau gáy mới phát hiện ra vết sưng. Tôi gọi công an để báo rằng vợ tôi bị giết. Nhưng không ngờ, mọi người giấu việc con trai tôi cũng đã chết. Mãi đến 19 giờ tối, khi báo chí đăng tin, người nhà ở xa điện thoại, tôi mới biết con trai cũng đã bị hắn giết. Ông Thường khóc nghẹn trước tòa. Hội đồng xét xử cũng yêu cầu ông Thường kê khai những chi phí tổn thất. Ông Thường nghẹn lời nói, không có vật chất, tinh thần nào có thể bù đắp được nỗi mất mát này. Tại tòa, Nhân nhận hết mọi tội lỗi. Khi hội đồng xét xử hỏi, bị cáo có thấy hành vi của mình quá tàn độc, nhẫn tâm không? Nhân trả lời, bị cáo thấy có. Trước tòa, Nhân xưng hô kêu chú Thường, cô Nga và em Toàn, nhưng lại nhẫn tâm ra tay một cách vô nhân tính. Tại phần luận tội, theo đại diện viện kiểm sát, chỉ vì cần 20 triệu đồng để trả nợ, và đây là số tiền không thực sự quá lớn. Nhưng bị cáo đã ra tay, giết chết 2 mạng người, với ý thức quyết tâm phạm tội đến cùng, thực hiện hành vi tước đoạt mạng sống của bà Nga, anh Toàn, với cách thức vô cùng dã man, tàn độc, mất hết nhân tính. Ngay sau khi giết chết 2 mạng người, bị cáo vẫn bình thản cướp những gì bị cáo cho là có giá trị của nạn nhân. Hành vi của bị cáo Châu Minh Nhân, ngoài việc trực tiếp gây ra những mất mát, tang thương không thể bù đắp cho gia đình ông Bùi Xuân Thường, đã từng là ân nhân giúp đỡ Nhân về mặt vật chất cũng như tinh thần trong thời gian qua, thì hành vi của bị cáo đã để lại hậu quả vô cùng xấu về trật tự, trị an xã hội, gây hoang mang, lo lắng về trật tự trị an, gây căm phẫn tột độ trong đời sống dân cư ở địa phương sau khi vụ thảm án xảy ra. Vì vậy, đề nghị hội đồng xét xử loại trừ Nhân ra khỏi xã hội, cần phải có mức án cao nhất đối với Nhân là tử hình. Khi nghe tới đây, hơn 1.000 người tham gia phiên tòa đều đồng loạt vỗ tay. Được nói lời sau cùng, Châu Minh Nhân đã bật khóc. Bị cáo đã xem thường pháp luật, xem thường tính mạng con người, bị cáo xin lỗi chú Thường và không biết nói gì hơn. Sau một thời gian bị giam trong phòng biệt giam, sáng 10 tháng 1 năm 2020, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với Nhà thi hành án tử hình Công an tỉnh Đồng Nai tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tổ chức thi hành hình phạt tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
đối với tử tù Châu Minh Nhân. Vụ án kết thúc, tên sát nhân phải trả giá bằng cả tội ác của mình. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ ham chơi lười làm, nợ nần dẫn đến túng quẫn mà lao vào con đường trộm cắp phi pháp. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.